Chiều ngày 22 tháng 3 tại hội trường tỉnh ủy, Ban chỉ đạo lễ kỷ niệm 50 năm chiến thắng trở về tổ chức buổi tổng duyệt chương trình nghệ thuật và phim tài liệu phục vụ tại lễ kỷ niệm. Tham dự buổi tổng duyệt có đồng chí Mai Văn Quỳnh, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, Trưởng ban chỉ đạo, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Lưu Trung, Trưởng ban tổ chức lễ kỷ niệm. Phim tài liệu 50 năm chiến thắng trở về do Đài Phát thanh và Truyền hình Kiên Giang thực hiện. Nội dung phim tái hiện lại những hình ảnh tội ác của đế quốc thực dân và bè lũ tay sai tại trại giam tù binh Cộng sản Việt Nam Phú Quốc. Tinh thần thép của những người chiến sĩ yêu nước, kiên trung bất khuất, kiên cường trước những đòn tra tấn của kẻ thù. Cùng với đó là các hoạt động trong tù, tổ chức đảng và đoàn thể đã lãnh đạo và chỉ đạo mạnh mẽ các cuộc đấu tranh của chiến sĩ cách mạng. Chương trình nghệ thuật kỷ niệm 50 năm chiến thắng trở về với chủ đề Phú Quốc, bản hùng ca bất khuất được dàn dựng với lòng tự hào, biết ơn những anh hùng liệt sĩ, những chiến sĩ cựu tù binh Cộng sản đã dũng cảm chiến đấu, kiên cường bất khuất trong lao tù và giành được thắng lợi dễ dàng. Trở về với nhân dân, tiếp tục con đường đấu tranh giành độc lập cho dân tộc và xây dựng đất nước giàu đẹp. Chương trình gồm các tiết mục hát múa Non sông ngàn năm gấm dốc, ca cảnh Ngày trở về, ca múa Ký ức hào hùng, khát vọng tự do, Vinh quang bài ca chiến thắng và bản hùng ca bất khuất. Đối với phim tài liệu 50 năm chiến thắng trở về, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy Mai Văn Quỳnh, trưởng ban chỉ đạo, đánh giá cao nội dung của phim. Những hình ảnh, lời bình đã thể hiện sâu sắc tinh thần bất khuất, anh dũng, kiên cường của chiến sĩ cách mạng Việt Nam, sống trong lao tù với sự đàn áp dã man của kẻ thù, nhưng vẫn sáng ngời khí tiết của người chiến sĩ cách mạng. Cùng với đó là những nội dung về việc thực hiện công tác đền ơn đáp nghĩa của tỉnh Kiên Giang và sự phát triển vượt bậc kinh tế xã hội của thành phố Phú Quốc. Đối với chương trình nghệ thuật Phú Quốc bản hùng ca bất khuất do Trung tâm Văn hóa tỉnh thực hiện, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy Mai Văn Quỳnh đánh giá cao nội dung dàn dựng cũng như phần trình diễn của các diễn viên, ca sĩ, nhóm múa minh họa. Chương trình đã thể hiện được tinh thần quả cảm của những người chiến sĩ cách mạng, tái hiện những trận đòn tra tấn tại trại giam tù binh Cộng sản Việt Nam Phú Quốc. Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy yêu cầu đối với lời bình của chương trình sân khấu hóa phải chỉnh sửa thêm để phân đoạn cao trào tạo hiệu ứng ấn tượng cũng như cảm xúc của người xem. Ngoài ra, đối với phần trang phục của tiết mục của chương trình cần thay đổi cho phù hợp với nội dung của bài hát.